Ethereum toang rồi, phí gas thì quá cao, còn giải pháp mở rộng quy mô mạng lưới thì vẫn chưa thấy đâu cả. Đúng rồi, hãy chuyển sang dùng các blockchain phí thấp hơn như Polkadot hay Binance Smart Chain đi, Ethereum đã là quá khứ. Nếu là một người thường xuyên theo dõi thị trường tiền mã hóa thì chắc hẳn bạn đã không dưới một lần nghe về những tuyên bố trên, tất cả chúng đều đúng và là thứ mà mạng lưới Ethereum đang phải đối mặt hàng ngày. Tuy nhiên, sẽ là sai nếu khẳng định đội ngũ phát triển và cộng đồng của dự án tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới đã hoàn toàn đầu hàng và phó mặc cho số phận. Vậy họ đã chuẩn bị những giải pháp nào cho tương lai? Hãy cùng coi Sao 8 khám phá nhé! Ngọn nguồn của vấn đề. Ethereum có thể nói là một trong những blockchain tiên phong và có sự ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực tiền mã hóa. Có rất nhiều công nghệ ngày nay trong thế giới crypto đều bắt nguồn trực tiếp hoặc lấy cảm hứng từ Ethereum, từ các hợp đồng thông minh, còn gọi là smart contract, kết hợp chuẩn token ERC20 cho phép bất kỳ ai cũng có thể phát hành đồng tiền của mình, hay chuẩn token ERC721 để phát hành NFT, cho đến thuật toán đồng thuận Proof of Stake. Ethereum thậm chí còn là bệ phóng đời đầu cho rất nhiều dự án đã thành công như Binance, Chainlink, DAI hay Tether. Ethereum cũng là nơi bắt nguồn chain DeFi hiện tại và tất cả những cái tên như Uniswap, SushiSwap, Yearn Finance hay Curve đều bắt nguồn từ đây. Song, đó cũng chính là nguyên nhân khiến Ethereum gặp phải tình trạng ì ạch như hiện tại. Có thể nói, tất cả những vấn đề của Ethereum lúc này đều xuất phát từ việc là nó quá thành công. Hiện tại, đang có hàng chục nghìn dApp hay còn gọi là ứng dụng phi tập trung đang vận hành trên blockchain Ethereum, tranh giành tài nguyên trên chuỗi khối này. Hàng tỷ USD stablecoin được giao dịch trên mạng lưới ví thông qua hàng triệu giao dịch mỗi ngày. Trong lúc các giao dịch được chờ xử lý, chúng sẽ được đưa vào mempool của Ethereum và đây là lúc cuộc cạnh tranh phí giao dịch bắt đầu. Vì Ethereum hiện đang sử dụng thuật toán đồng thuận Proof of Work nên theo luật mọi giao dịch đều phải được thợ đào xác nhận. Phương pháp này đảm bảo dữ liệu trên blockchain sẽ được bảo vệ với mức độ cao nhất, song nó lại quá phức tạp, tiêu tốn năng lượng và thời gian một cách không cần thiết. Chưa hết, để được xác nhận nhanh nhất, tất cả các giao dịch trong mempool sẽ tranh nhau đẩy phí gas trở nên hấp dẫn hơn trong mắt thợ đào, vô hình chung khiến người đến sau cũng phải tăng phí nếu không muốn giao dịch của mình bị kẹt mãi chờ xử lý. Vậy Ethereum có giải pháp nào cho tương lai? May mắn thay, có một số giải pháp mở rộng quy mô đang được phát triển. Mỗi giải pháp đều có những tối ưu hóa và đánh đổi độc đáo của riêng chúng. Có hai loại giải pháp chính. Layer 2, Off-chain, mở rộng quy mô ngoài chuỗi, đồng nghĩa với việc các giao dịch và tính toán sẽ được thực hiện bên ngoài Ethereum. Layer 1, On-chain, mở rộng quy mô giải pháp trên chuỗi hoặc mở rộng quy mô giữa tất cả các giao dịch trên Ethereum. Về dài hạn, Ethereum 2.0 và Proof of Stake. Ethereum 2.0 và Proof of Stake đều là các nâng cấp được triển khai trực tiếp trên blockchain Ethereum, do đó chúng sẽ rơi vào nhóm giải pháp Layer 1. Đây chính là lý do khiến nhiều người lạc quan về triển vọng nâng cấp Ethereum 2.0 nhất, bởi vì nó ra đời chính là nhằm giải quyết những vấn đề hiện tại của Proof of Work. Ethereum 2.0 sẽ tích hợp một thuật toán đồng thuận mới mang tên Proof of Stake và loại bỏ hoàn toàn thợ đào ra khỏi mạng lưới. Giao dịch trên mạng lưới sẽ được xác nhận bởi những người dùng nắm giữ Ethereum, khiến hoạt động này trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn. Proof of Stake đang trở thành xu hướng chủ đạo và được nhiều blockchain lớn sử dụng như Cardano, Polkadot hoặc Binance Smart Chain. Trong thời gian tới, Ethereum sẽ thực hiện lần lượt hai đợt hard fork là Berlin vào tháng 4 năm 2021 và London vào tháng 7 năm 2021 để tích hợp các tính năng mới nhằm phục vụ quá trình chuyển đổi sang Ethereum 2.0. Trong trung hạn, Sharding. Vấn đề tắc nghẽn blockchain hiện tại được kỳ vọng là sẽ được giải quyết trọn vẹn thông qua nâng cấp này. Theo đó, Sharding sẽ chia cơ sở hạ tầng của Ethereum thành nhiều bảng và xử lý đồng thời nhiều giao dịch, đồng thời thực hiện các yêu cầu tính toán song song với nhau. Sharding vì thế sẽ giúp gia tăng đáng kể quy mô và hiệu năng của mạng lưới Ethereum, ít nhất là trên lý thuyết. Trong ngắn hạn, chúng ta có các giải pháp Layer 2. Stake Channel hay còn gọi là kênh thanh toán. Giải pháp này tương tự như những gì Lightning Network đang làm với blockchain. Nó cho phép người sử dụng lập các kênh thanh toán cục bộ với nhau mà không cần đưa giao dịch lên blockchain trừ lúc mở và đóng kênh thanh toán. Tuy nhiên, hạn chế của nó là chỉ giới hạn ứng dụng trong khía cạnh thanh toán, không thể giải quyết nhu cầu của các giao dịch liên quan đến hợp đồng thông minh. Bên cạnh đó, người dùng cần phải duy trì hay còn gọi là khóa một số tiền nhất định vào trong kênh thanh toán để phục vụ hoạt động giao dịch, làm giảm khả năng thanh khoản của cá nhân. Các giải pháp Stake Channel đã triển khai có thể kể đến Connext, Stake Channel, Case Channel, Perun và Raiden. Sidechain, chuỗi phụ. Sidechain là các blockchain độc lập vận hành bên cạnh Ethereum, sử dụng thuật toán đồng thuận và các tham số kỹ thuật riêng để xử lý giao dịch. Chúng sẽ chỉ tương tác với giao thức chính khi có nhu cầu nâng cấp toàn mạng lưới. Sidechain được tạo ra nhằm giảm tải áp lực giao dịch lên mạng lưới Ethereum và cho phép chạy được cả hợp đồng thông minh lẫn dApp. Ưu điểm của sidechain là cho phép người dùng tạo lập các bridge hay còn gọi là cầu nối để chuyển token từ Ethereum sang phục vụ hoạt động giao dịch. Nhiều chuỗi phụ thậm chí còn hỗ trợ cầu nối với các blockchain khác như Cardano. Tuy nhiên, điểm yếu của các sidechain là không có được mức độ bảo mật như Ethereum, do đó dễ trở thành mục tiêu tấn công từ bên ngoài lẫn bên trong, dẫn đến thất thoát token của người dùng. Plasma có thể xem như một chuỗi con trên blockchain Ethereum, cung cấp khả năng giao dịch ở mức phí thấp. Hiện Plasma đã bắt đầu được ứng dụng rộng rãi, nổi bật nhất là dự án OMG Network hay còn được biết đến với cái tên là Omisego cũ. Plasma còn có được nhìn nhận với tư cách là phiên bản nâng cấp hơn của sidechain, với ưu điểm chính nằm ở chỗ tài sản trên Plasma hoàn toàn phi lưu ký, tức là chúng vẫn được giữ trên Ethereum, duy trì sự an toàn ở mức cao nhất có thể. Điều này loại bỏ những rủi ro bị tấn công có thể gặp phải ở sidechain như đã nói ở trên. Tuy nhiên, có ưu thì cũng phải có nhược. Vấn đề lớn đối với Plasma là nó yêu cầu người sử dụng phải thường xuyên online và tải về một lượng rất lớn dữ liệu. Bên cạnh đó, Plasma không hỗ trợ giao dịch hợp đồng thông minh. RoApps cho phép hàng nghìn giao dịch được nhóm lại trong một khối tổng hợp duy nhất. Nó có khả năng cung cấp thông lượng gấp 1.000 lần. Việc xuất bản một bản tóm tắt dữ liệu và truyền ra bên ngoài layer 1 ít nặng nề hơn và rẻ hơn so với lưu trữ và tính toán trên layer 1. Dữ liệu tóm tắt vẫn được bảo mật trên layer 1, cần biết là ở trên blockchain của Ethereum và không cần tính toán và lưu trữ đầy đủ trên chuỗi khối này. Không giống như Stake Channels, các khoản tiền trong RoApps được nắm giữ bởi một hợp đồng thông minh, trong đó các nhà khai thác đặt tiền vào hợp đồng thông minh Layer 1. Tất cả các giao dịch sẽ xảy ra trên Layer 2 và được thực hiện trên Layer 1 nếu người dùng tin rằng hoạt động của Layer 2 là không chính xác. RoApps rất hữu ích trong việc giảm phí, cung cấp thông lượng giao dịch nhanh hơn và sự tham gia cởi mở cho người dùng. Có hai loại chính là Optimistic RoApps và ZK RoApps. Về Optimistic RoApps, là một phương pháp tổng hợp các giao dịch bên trong một hợp đồng thông minh Ethereum ở bên ngoài blockchain hay còn gọi là off-chain. Nó được kỳ vọng sẽ giúp giảm phí giao dịch và tắc nghẽn blockchain bằng cách tăng tốc độ giao dịch trên Ethereum từ 16 giao dịch trên giây lên đến hơn 1.000 giao dịch trên giây. Mạng lưới Ethereum đang ở rất gần với Optimistic RoApps. Startup Optimism đã phát triển giải pháp này từ tháng 6 năm 2019 và dự kiến sẽ giới thiệu mainnet sớm nhất vào tháng 7 năm 2021. Các giao thức và dApp đang vận hành trên blockchain Ethereum sẽ có thể dễ dàng kết nối với giao thức này. Công nghệ của Optimism còn đang được nhiều dự án khác tích hợp. Uniswap đang triển khai testnet Uniswap V3 có tích hợp giải pháp của Optimism. Testnet này hứa hẹn sẽ giảm phí ga từ 10 đến 100 lần, đồng thời giảm thời gian giao dịch về chỉ còn 169 miligiây. Synthetix với nền tảng Exchange đang thử nghiệm của họ cũng đang ghi nhận mức phí ga sắp hơn đến 143 lần và thời gian xác nhận chỉ là 0,3 giây. ZK RoApps hay còn được biết đến với cái tên là Zero Knowledge RoApp. Trong khi Optimism giả định các giao dịch hợp lệ theo mặc định và chỉ chạy tính toán trong trường hợp có thách thức, ZK RoApps chạy tính toán cả ngoài chuỗi và gửi bằng chứng hợp lệ được lưu trữ trên Ethereum. Điều này khiến các giao dịch được tiến hành theo ZK RoApps trở nên cực kỳ bảo mật và không thể bị đảo ngược. Nhưng đổi lại thì tốc độ thanh toán nhanh sẽ bị chậm hơn với Optimistic RoApps. Và Validium, đây là phương pháp sử dụng các bằng chứng hợp lệ tương tự như với ZK RoApps, nhưng dữ liệu không được lưu trữ trên chuỗi Ethereum. Tiền trong Validium được bảo mật vì mỗi lần chuyển khoản phải được ủy quyền. Dữ liệu bên ngoài chuỗi chính có thể giúp đạt được mức 20.000 giao dịch trên giây cho mỗi chuỗi Validium, có thể chạy song song với nhau. Ưu điểm của giải pháp này là không có sự chậm trễ khi rút tiền và không dễ bị tấn công bởi các hệ thống gian lận. Tuy nhiên, nó chỉ mới hỗ trợ có giới hạn cho các hợp đồng thông minh với yêu cầu sức mạnh tính toán cao và 10 đến 30 phút tạo bằng chứng ZK. Điều này không hiệu quả về thời gian cũng như chi phí đối với các ứng dụng có thông lượng thấp. Nhìn chung, Ethereum đã sắp sửa đạt được nhiều giải pháp mở rộng quy mô khả thi trong những tháng tới, thậm chí là trong những tuần tới nếu công tác thử nghiệm diễn ra suôn sẻ. Từ khóa mà ai cũng đang nhắc đến, EIP 1559. Liên quan đến Ethereum, mà cụ thể hơn là phí giao dịch gas trên mạng lưới này, chắc hẳn bạn đã không dưới một lần nghe đến từ khóa EIP 1559. Đây là một đề xuất cải tiến giao thức Ethereum nhằm thay đổi cơ cấu trả phí giao dịch. Như đã đề cập ở trên, Vấn đề phí gas cao xuất phát từ việc có những người dùng sẵn sàng trí đậm để giao dịch của mình được thực hiện sớm hơn, do đó vô tình hoặc cố tình đẩy mức gas lên mặt bằng chung rất là cao. Nhằm giải quyết bất cập này, EIP 1559 sẽ đặt ra một mức phí cơ sở gọi là base fee cho tất cả các giao dịch, qua đó hình thành nên một mức phí thị trường chung. Người dùng chỉ cần nhấn gửi giao dịch là an tâm giao dịch đó sẽ được đưa vào block. Base fee sẽ còn được điều chỉnh theo từng block với mục tiêu làm sao cho mức phí gas trung bình của mỗi block luôn dao động quanh mức 10 triệu Wei, khoảng 18 USD tính theo tỷ giá ETH USDT ở thời điểm thực hiện bài viết. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn muốn giao dịch được thực hiện nhanh hơn, bạn vẫn được quyền trả thêm phí giao dịch trong giao dịch của mình. Tuy nhiên, mức phí của bạn sẽ không ảnh hưởng đến base fee của những người dùng khác và loại bỏ bất cập liên quan đến chi phí giao dịch này. Chưa hết, base fee còn sẽ bị tiêu hủy sau khi block được xác nhận, đồng nghĩa với việc lượng Ethereum dùng làm phí giao dịch của block đó sẽ bị đốt vĩnh viễn, góp phần tạo tác động giảm phát lên đồng tiền mã hóa này. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng EIP 1559 vẫn không phải là câu trả lời cuối cùng cho vấn đề phí giao dịch. Trong đó, trường hợp mạng lưới Ethereum trở nên tắc nghẽn, base fee vẫn có thể tăng cao lên trên mức trung bình. Do đó, nó không được xem là một giải pháp mở rộng quy mô thực thụ, mà chỉ là một cơ chế điều chỉnh cách tính phí giao dịch cho công bằng hơn mà thôi. Bản thân EIP 1559 cũng đang gây ra rất nhiều tranh cãi giữa giới thợ đào và những người ủng hộ đề xuất này vì nó sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của thợ đào. Biện pháp này đã được cộng đồng Ethereum thông qua và sẽ chính thức tích hợp vào giao thức blockchain thông qua đợt hạ phóc London vào tháng 7 năm 2021 sắp tới. Tổng kết lại thì trong khi đội ngũ phát triển Ethereum tiếp tục hoàn thiện Ethereum 2.0, các dự án mở rộng quy mô độc lập đang đồng thời cung cấp kết hợp các công nghệ để tạo ra phương án tối ưu nhất. Sự bùng nở của DeFi đã chứng minh rằng khả năng kết hợp là chìa khóa của thành công nhằm tận hưởng được hiệu ứng mạng lưới. Tương tự, việc mở rộng quy mô Ethereum không phải là một cuộc đua giành lấy tất cả. Khả năng mở rộng thu được từ các cải tiến Layer 1 và Layer 2 sẽ nhân lên với nhau, đặc biệt là nếu các dự án có thể làm việc cùng nhau cho các cơ chế mở rộng có thể tổng hợp được. Tất cả đều vì mục tiêu chuyển đổi suôn sẻ sang Proof of Stake và Ethereum duy trì vị trí hàng đầu là nền tảng hợp đồng thông minh được các ứng dụng phi tập trung ưa chuộng và tin dùng nhất.